cái trái cong cong á mình bỏ lại đi bà, mình lấy trái thẳng thẳng thôi. Dạ trái trái đẹp đẹp đi, mà trái đẹp đẹp nhiều lắm bán nè. Rồi cái trái nào nó cong cong mình để riêng. Tứ nè. Cho ốc ăn đi. Dạ. Nè cái trái này nó đẹp nè bà. Dài mà đẹp. Nên mình bán mình lựa trái đẹp đẹp đi. Đây nữa nè bà. Đây. Này già lắm không? Không, chưa già đâu. Dạ. Đây trời ơi trái này dài ngon nè. Cái này nó bị gì? Cái trái này nè, ngon ghê. Chợ giờ nó mua loại ngon ngon này nhỏ nhỏ vừa vừa. Dễ ăn. Dạ. Nè, giòn giòn ngon, giòn gì ngon quá trời. Ở chợ mua lựa trái nhỏ nhỏ. Bà cắt hả? Dạ, bà cắt hồi nãy. Hồi chiều. Bà có dặn gì không? Dạ không. Bà nói cứ để cho bà bán đi được nhiêu hay nhiêu. Này. Dạ. Một cái túi bóng. Rau gì nữa bà? Dạ rau muống nữa. Đem ra chợ bán. Bà đem mớp với lại rau muống ra chợ bán. Cái này hư là để cho ốc à, nhà nuôi ốc nữa. Nuôi con ốc. Bây giờ là bà lấy mớp về để sáng đem ra chợ bán nha mọi người. Tạm biệt mọi người.